xây 2 tỷ đó. Mày đấy ạ. Merry Christmas cha. Nhớ lên kênh đăng ký nha. Ok, con là fan của cha đấy. Đây bắt cha bắt 2 đứa. Mày lên Sakato làm mừng lễ nha quý vị ơi. Đây quay quang cảnh nhà mừng lễ Noel. Đây Giáng sinh. Đây Emmanuel. Rồi đi vòng vòng quay cho mấy người xem đi. Giáng sinh này được cái buồn nhưng mà đông người. Chào đi. Rồi, rồi, quay tiếp nha quý vị. Dạ. Rồi, đi quay vòng vòng nha quý vị ơi. Chào đi. Nhớ lên đăng ký. Quay chúc nha. Mày bà chủ đứng đây à? Quay hết rồi. Cho bạn xem. Wow. Lâu quá mới gặp nha. Nhầm thôi. Đây là quang cảnh của cộng đoàn Saskatoon. Chuẩn bị ăn mừng lễ Noel. Đây đi bằng này nha. Monkey. Say hi, guy. Hi, Merry Christmas, cha. Cha. Mới chúc cha được đầy tràn ơn Chúa. Rồi, cảm ơn nhiều. Chúc nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp cha ngày mai. Càng sớm càng tốt. Nữa rồi đó hả? Dạ, hai đứa. Em ngủ dữ vậy? Hai lâu. Mấy ngày? Dạ, hai tháng. Hai tháng rồi vậy? Cảm ơn Tuấn. Mẹ, Merry Christmas nha. Quay vòng vòng cho vui. Đây, trong này còn mọi người nữa. Đây là bàn danh dự, bàn này bàn danh dự toàn là cao cấp không? Bàn không có ghế dựa mà danh dự gì cha? Đặc biệt đó. Bàn đặc biệt, còn là bàn đặc biệt. Đây trong này còn là một số người nữa. Bàn này nữa này, bàn này là bàn danh dự nữa này, bàn đặc biệt luôn. Bàn này là bàn gọi là bàn này là bàn giống như là thêm dạ thêm. Quay vòng cây. Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn như
xin cho con thông báo một việc. Thứ nhất là bởi vì cái hôm nay chúng ta đến số lượng người đông hơn dự tính, bây giờ vào quay giới thiệu món anh nhé, giới thiệu món anh nhé. Đây quý vị ơi, chắc miệng giới thiệu đến một lòng câu dùng ở trong đó là bánh bò nướng, trà sữa hay không phải là sữa đậu nành. Đây là người giới thiệu. Đây sữa đậu nành, đây trà sữa, đây trà sữa, đây hai ba loại trà sữa. Còn đây là lòng câu, là cái này là lòng câu nè, còn cái này là sâm bồ lừa. Kia nhìn là biết rồi, là nho đấy. Nho, nho là nho xanh, nho đen. Đây là nho tím và nho xanh. Đấy. Giờ là qua là phần ẩm thực. Giới thiệu đi. Cơm chiên. Cơm chiên Dương Châu hay là cơm chiên gà không? Cơm chiên cái này chắc cơm chiên Dương Châu đấy. Có pizza này, xà lách này. Cái này là mì xào. Vịt quay Bắc Kinh luôn hả? Cái này cũng vịt quay quay tròn tròn. Kinh Bắc à? Ăn đơn giản vậy thôi. Ăn đơn giản vậy thôi. Ăn nhiều nó ngọt lắm. Cái nước quay nhỉ? Thầy giới thiệu đi. Tuấn là nhà hàng Tuấn. Trưởng ban. Trưởng ban, trưởng ban ẩm thực. Đây em đi sau. Rồi đi qua bên bàn bên kia xem còn gì nữa không, bàn bên này nữa. Quý vị ơi, giới thiệu giới thiệu. Đấy, quá trời. Đó, quá trời nhiều thức ăn luôn quý vị ơi. Đây là mì quay Bắc Kinh. À, mì quay Bắc Kinh. Đây là mì cái gì, bún xèo Hàn Quốc. Bún xèo Hàn Quốc. Quá trời nhiều. Thức ăn quá. Đây là gọi cái bún xèo Hàn Quốc. Quá nhiều đồ ăn luôn. Quay một lần nữa cho quý vị xem. Cái chân là gì? Merry Christmas, Merry Christmas. Mình còn thiếu đũa gắp gì không biết đấy. Ký gì? Là ký kênh coi chưa? À, rồi. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.